Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay em xin gửi đến bà con cô bác cũng như là quý anh chị em cần sa hình ảnh của bốn con bò anh chị. Ở đây thì có con bò số 1 này, con bò Bolaisin. Con này thì nói về ngoại hình cao to thì nó khoảng tầm chiều cao 1m32-33. Con kem Pháp cũng vậy nha anh chị. Hai con này là hai con tơ chữa. Hai con này chữa khoảng tầm 6 tháng bò. Mỗi con chữa 6 tháng tơ hết nha anh chị nha. Rúng yếm dò cản ngoại hình anh chị. Còn giá cả thì cặp này 40 ha. 20 triệu một con. 40 triệu. Pháp nữa. Còn cặp này là cặp một cái lứa. Cặp này thì hai con này khoảng 9 tháng 10 tháng bò. Bò này chiều cao tại sao khu khoảng tầm 1m28. Ha, 27 28 bò. Anh chị xem có nhu cầu mua thì có thể liên hệ giùm em. Đây. Cặp này thì đang báo giá trực tiếp cho anh chị, cặp này có giá là 25 triệu. Hàng một cái lứa anh chị, hai con này khoảng tầm 1m27 bò. Sau khu ha, rúng yếm chân móng nè. Chị tới đây. Đó, bò trong nè. Màu lông da nè anh chị xem thấy không? Bò thì đảm bảo nghiêm chỉnh nha anh chị. Không áp xe, không chật lỗi gì hết. Không xuống cúng xuống ruột gì hết ha anh chị ha. Sai tích nghiêm chỉnh. Cặp này chốt giá 25 triệu. Cũng như con 12 triệu 500. Hàng này mỗi con 12 triệu 500. Anh chị xem nè. Có nhu cầu mua thì có thể liên hệ giùm em ha. Quà khá là to. Bò này thì không thuộc về dòng bò nhỏ con anh chị. Không phải cóc cỏ gì hết. Bò này không phải bò cóc, không phải bò cỏ nha anh chị nha. Bò này cũng bự con cao ráo lắm. Như kem này 20 triệu, giá mềm xèo luôn. Chữa bao chữa 6 tháng luôn anh chị. 20 triệu. Giá quá yêu thương. Giờ anh chị thấy giờ mình phân tích về con bò này nuôi mấy tháng nữa. Nó đẻ ra con bê ví dụ đi. Anh chị nuôi cỡ nào bán 4 5 tháng sau bán cũng được 10 triệu, hơn 10 triệu. Thì mẹ còn lại nhiêu tiền đâu đúng không? Đó là phân tích cho anh chị thôi, còn anh chị thích anh chị mua. Anh chị mua, còn anh chị không thích thôi chứ đó là không có ai ép. Thì ngày hôm nay em có đến đây để mà báo giá giùm cho chủ bò, bốn con bò đó. Anh chị nào mà chúng ta xem mà có nhu cầu mua thì có thể liên hệ giùm em. Chiều cao, ngoại hình em đều cập nhật cho anh chị. Thông tin từ bắt đầu giá cả đó, đều cập nhật đầy đủ. Anh chị cô chú nào mà có nhu cầu mua thì có thể liên hệ giùm em ha. Số điện thoại 0383 777 696. Chốt giá cặp này lại là 40 anh chị, 40 triệu. Hàng bò tơ chữa, bao chữa luôn nha. Như con này 20 triệu bao chữa 6 tháng, con kem Pháp 20 triệu bao chữa 6 tháng. Và tất cả bốn con bò trong video ngày hôm nay là khi giao đến được quyền kiểm tra trước khi thanh toán anh chị nha. Sẽ được quyền nhận bò đi tới đi lui để kiểm tra về ngoại hình cũng như là tình trạng chân móng đi đứng rồi mới thanh toán tiền cho bác tài đi về ha. Đến đây thì em cũng hỗ trợ dùm cho anh chủ nhà báo giá bốn con bò. Và rất là mong sớm nhận được cuộc gọi từ bà con cô bác cũng như là quý anh chị em gần xa để có thể mà chốt được những bò này mua về chúng ta nuôi ha anh chị ha. Rồi thì bây giờ em cũng xin kết thúc cái video đây và hẹn lại bà con cô bác cũng như quý anh chị em ở video kế tiếp. Hẹn gặp lại quý anh chị và bạn ở video kế tiếp nha.